Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay và đặc biệt là trong tuần này chúng tôi muốn nói tới một tin tức từ anh Nguyễn Thanh Tú, và chắc quý vị khán thính giả khắp nơi cũng đã biết tới hoặc là biết qua anh Nguyễn Thanh Tú là con của ký giả Đạm Phong. Thì ngày 7 tây tháng 5, anh đã gửi ra một cái gọi là thư gửi bố, và trên màn hình thì quý vị thấy một vài hình ảnh về thư gửi bố của anh Nguyễn Thanh Tú. Thì quý vị nào muốn biết chi tiết thì hãy vào trang nhà trên Facebook Nguyễn Đạm Phong hay là Phong Đạm Nguyễn, thì quý vị sẽ thấy chi tiết rõ ràng về bức thư gửi bố này. Thì chúng tôi cũng xin phép anh Nguyễn Thanh Tú là cho phép đăng vài tấm hình của anh để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu được là bức thư của anh gửi cho bố của anh là cố ký giả Đạm Phong. Thì đây là một bức thư của một người con gửi cho một người bố đã qua đời là cố ký giả Đạm Phong, thưa quý vị. Thì qua cái thư gửi bố thì anh Nguyễn Thanh Tú đã thông báo cho mọi người biết là cái vụ kiện của anh Nguyễn Thanh Tú đã kết thúc, thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một vụ kiện cũng rất nhiều chi tiết và khá dài dòng. Thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều quý vị khán thính giả đã theo dõi trong nhiều năm. Thì cá nhân chúng tôi thì cũng có đăng một số bài ở trên trang nhà của chúng tôi là bản tin pháp luật usa.blogspot.com. Và cái câu chuyện thì quý vị khán thính giả khắp nơi cũng đã biết, đó là cái việc đi tìm công lý của anh Nguyễn Thanh Tú đối với người cha là ký giả Đạm Phong. Thì sau nhiều năm, bắt đầu từ 2014, thì anh Tú đã hợp tác với một vài cơ quan truyền thông báo chí ở Hoa Kỳ như là ProPublica, và bắt đầu đem câu chuyện của nhà báo Đạm Phong. Và trở lại câu chuyện ám sát ký giả Đạm Phong hay nhà báo Đạm Phong ở Mỹ qua một bộ phim là Terror in Little Sài Gòn, và ra mắt vào năm 2015. Thì có thể nói đây là một bộ phim khá công phu, đã kể lại cái sự kinh hoàng trong cái thập niên cuối 70 và thập niên 80 trong cái cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Có những cái sự chằng chéo, có những sự mâu thuẫn, có những sự cực đoan, cực điểm, và thậm chí là những mâu thuẫn dẫn tới là bắn giết, ám sát, và có thể nói rằng đã có những sự khủng bố, những sự giết người ở trong cái cộng đồng người gốc Việt trong những năm tháng đó. Thì qua cái bộ phim đó thì quý vị có thể hiểu rõ một phần nào về cái sự nhiễu nhương, cái sự gọi là cực đoan, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng để tìm hiểu thì chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ tòa án, và trước mặt đây là vụ kiện của anh Nguyễn Thanh Tú là plaintiff đối với Duy Tứ Hoàng, là người một trong những người bị cáo, và Duy Tứ Hoàng là phát ngôn nhân của tổ chức Việt Tân, thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy là hồ sơ tòa án cho biết rằng Đài Á Châu Tự Do, tổ chức Việt Tân cùng các bị cáo như Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tư Duy, vân vân, rất nhiều người. Và quý vị có thể thấy là Xuyến Đông, Matsuda, Trấn Vũ Đặng,
Trinity Hồng Thuận, Đen Hoàng, Angelina Trang Huỳnh, Đinh Cơ Hoàng, tức là Hoàng Cơ Định, Đoàn Mùi, vân vân, rất nhiều thưa quý vị. Thì trong cái hồ sơ vụ án này nó rất là dài dòng, xin thưa quý vị là như vậy, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng nói vừa đủ vắn tắt để cho quý vị có thể hiểu được câu chuyện. Thì đã có một người thẩm dịch viên là Alan Gilbert là thẩm dịch viên tại tòa để mà có thể xác nhận những việc thẩm dịch giữa tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Việt là tiếng Anh. Thì ngày 8 tháng 8 2019 thì vụ kiện đã được đưa ra xử ở tòa dưới, và ngày 12 tháng 8 trước ngày đó thì đã có một sự điều đình thương lượng giữa hai bên, tức là một bên là Việt Tân và một bên là anh Nguyễn Thành Tú. Thì có thể nói rằng câu chuyện bắt đầu là anh Nguyễn Thành Tú thưa kiện, nhưng mà trong quá trình xử lý vụ kiện thì bên phía Việt Tân kiện ngược lại anh Nguyễn Thành Tú, thưa quý vị. Và lúc đầu thì có thể nói rằng bên phía Việt Tân đã tạm thắng kiện với số tiền lên tới 1.1 triệu, và sau đó thì họ tiếp tục kiện ngược lại đòi số tiền bồi thường là 650.000 đô la. Tuy nhiên sau khi tòa trên và tòa dưới xem xét các chứng cứ, nhân chứng, vật chứng cùng cái câu chuyện năm xưa, cùng các lời cung khai, các lời khai hữu thệ của hai bên, và đặc biệt là lời khai hữu thệ của ông Đỗ Hoàng Niêm, thì đã quyết định là bãi bỏ hay là bác bỏ những cái sự phản kiện hay kiện ngược lại của đảng Việt Tân đối với anh Nguyễn Thành Tú, tức là những cái số tiền chúng tôi vừa nhắc đến. Thì tòa án ở Houston, thưa quý vị, đã bác bỏ, và người chánh án đó là David Hitner, và quý vị có thể thấy trên màn hình là deny, tức là tòa bác bỏ, thưa quý vị. Thì có thể nói đó là đối với một cái tin tốt đối với anh Nguyễn Thành Tú khi mà bị đảng Việt Tân kiện ngược lại trong cái vụ kiện mà chính anh là nguyên đơn đi kiện. Tuy nhiên trong cùng ngày, và chúng tôi xin đưa thêm cho quý vị là cái câu hỏi, vậy thì cái vụ kiện anh Nguyễn Thành Tú đi về đâu? Thì đây là cái trang cuối cùng của vụ kiện, Final Judgment. Thì cũng chính ông chánh án David Hitner đã bác bỏ hoặc là bãi bỏ vụ kiện của anh Nguyễn Thành Tú cùng ngày 24 tháng 3 năm 2021. Thì nói chung như anh Nguyễn Thành Tú đã nói là tùy quý vị khán thính giả đưa ra cái quyền nhận định, thưa quý vị. Và hai bên phải tự trả tiền luật sư phí, tiền án phí của tòa, xin thưa quý vị là như vậy. Thì đối với vụ kiện này thì anh Nguyễn Thanh Tú hoàn toàn có quyền kháng cáo lên tòa trên, và cá nhân tôi thì cũng đã gửi kết quả này cho những kênh thân hữu và gửi qua điện thoại. Thì ngoài ra thì kết quả của vụ án này cho chúng tôi cũng sẽ được đăng lên trang nhà của chúng tôi là bản tin pháp luật USA.blogspot.com. Thì chắc quý vị cũng đã coi trên kênh Nửa Vòng Trái Đất. Thì như anh Nguyễn Thanh Tú nói, anh đã đạt được mục tiêu do anh đề ra. Và trên kênh Nửa Vòng Trái Đất thì anh cũng đã nói những cái mục tiêu mà anh đã đề ra trong cái vụ kiện này. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì nói chung những năm qua thì anh Nguyễn Thanh Tú cũng đã có những vụ kiện cáo lùm xùm đối với tổ chức Việt Tân, Mặt Trận, Voice, Trịnh Hội, kiện lấy tên
Việt Tân Canh Tân Cách Mạng Đảng chẳng hạn, như vậy lấy cái thương hiệu coi như là thưa nhau ra tòa, và cuối cùng thì Việt Tân đã thưa ngược lại và lấy lại tên Việt Tân. Thì nói chung anh Nguyễn Thanh Tú đã có những vụ kiện như thế, và tin tức thì cũng cho biết rằng tổ chức Voice và Chỉnh Hội cũng đã đăng đơn thưa kiện anh Nguyễn Thanh Tú hồi năm ngoái rồi quý vị. Thì có thể nói rằng với kết quả này thì hai bên đều có thể gọi là không đạt được kết quả, tức là tòa xử hòa thì quý vị, coi như là mỗi bên phải tự trả tiền luật sư phí. Và có thể nói rằng anh Nguyễn Thanh Tú như tôi có nhắc đến là hoàn toàn có quyền kháng án lên tòa trên nếu anh thấy bản án này là không thỏa đáng đối với anh chẳng hạn như vậy. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi nếu có những tin tức về vụ kiện xảy ra ở trong cộng đồng thưa quý vị, và cũng sẽ được đăng lên trên bản tin pháp luật usa.blogspot.com. Thì đó là tin tức về cái vụ kiện của anh Nguyễn Thanh Tú. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào trang nhà trên Facebook của anh Nguyễn Thanh Tú. Trang nhà có tên chúng tôi xin nhắc lại là Đạm Phòng Nguyễn. Thì sẽ có những cái thông cáo báo chí, những hình ảnh, những video clip trong những năm qua. Thì nói riêng về cái tổ chức Việt Tân hay Mặt Trận, thì qua cái vụ kiện này chúng tôi cũng chưa thấy họ lên tiếng, xin nói rõ là như thế. Và cũng nói rõ là những người như ông Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Đông Xuyến, Masuda gì đó thì ở cách chúng tôi 4.600 km, tức là ở hai đầu của nước Mỹ. Do đó chúng tôi cũng không biết những hoạt động của tổ chức Việt Tân như thế nào ở tiểu bang California thưa quý vị. Tất cả những tin tức nếu xảy ra trên cộng đồng mạng thì có thể biết được. Còn ngoài đời như tôi có nói, cách xa nhau 4.600 km. Thì trên màn hình đây là bản cung khai hữu thệ của ông Đỗ Hoàng Điềm. Thì ông Đỗ Hoàng Điềm là một coi như là người đứng đầu của tổ chức đảng Việt Tân. Thì bản cung khai này được lấy vào năm 2019, và chúng tôi cũng không biết tại sao anh Nguyễn Thanh Tú đã không dịch ra tiếng Việt, mặc dù trong tòa án đã có thông dịch viên hữu thệ. Thì với hơn 32 trang thì hiện nay anh Nguyễn Thanh Tú đang kêu gọi những người trong cộng đồng nếu có khả năng, có thời gian thì hãy dịch dùng bản cung khai hữu thệ của ông Đỗ Hoàng Điềm cho công chúng xem bằng tiếng Việt rồi quý vị. Nói chung đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng đã đọc qua, nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói rõ để quý vị khán thính giả có thể hiểu. Bản cung khai này thật ra là chưa được chứng thực tại tòa, tức là chưa được certify tại tòa thưa quý vị. Muốn chứng thực tại tòa cần phải có chữ ký của hai bên, tức là phải có sự đồng ý của ông Đỗ Hoàng Điềm sau khi ông đã coi qua bản cung khai hữu thệ này thưa quý vị, xem xét coi có những cái sai sót hay những cái hiểu lầm hay những câu chữ không rõ ràng. Sau đó thì hai bên sẽ đồng ý ký vào một cái bản chung quyết duy nhất, rồi từ đó, từ cái bản duy nhất đó được certify, được xác nhận bởi tòa thì sẽ đem ra dịch thì nó chính xác hơn thưa quý vị.
Hiện nay chúng tôi thấy là chưa có chữ ký bên phía đảng Việt Tân hoặc những người bị đưa ra tòa như ông Đỗ Hoàng Điềm, cho nên có thể là cái bản công khai này chưa thật sự được xác nhận bởi ông Đỗ Hoàng Điềm. Và do đó nếu mà khi mà dịch ra thì có thể là có những sai sót. Thì một lần nữa anh Nguyễn Thanh Tú cũng đã yêu cầu là nếu quý vị nào trong cộng đồng có khả năng thông dịch thì xin vui lòng dịch dùm bản công khai hữu thể của ông Đỗ Hoàng Điềm là người đứng đầu đảng Việt Tân, đã công khai với luật sư của anh Nguyễn Thanh Tú là luật sư Stevenson, và bản công khai này đã được sử dụng trong các phiên tòa ở Houston, Texas. Nói chung thì với 32 trang được thu nhỏ, nhưng mà trên thực tế là có thể dài hơn thưa quý vị. Và những câu hỏi của bên phía luật sư của anh Nguyễn Thành Tú và những câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm thì nội dung thì cũng chung quanh vấn đề của Việt Tân, của Mặt Trận, của cái chết của ba của anh Nguyễn Thanh Tú là ông Đạm Phong, hoặc là những hoạt động của Việt Tân trong các năm qua. Nói chung với kết quả của vụ kiện anh Nguyễn Thanh Tú đã tạm kết thúc tại nơi đây thì có rất nhiều khán thính giả chắc chắn sẽ bị sốc. Chúng tôi xin nói rõ như thế. Nhiều khán thính giả đã theo dõi các vụ kiện liên quan tới anh Nguyễn Thanh Tú, liên quan tới đảng Việt Tân, liên quan tới Mặt Trận, liên quan tới cái chết của bố anh Nguyễn Thanh Tú là ông Nguyễn Đạm Phong, hay ký giả nhà báo Nguyễn Đạm Phong, thì đều rất sốc. Và có thể nói rằng với rất nhiều câu hỏi đang được bỏ ngỏ thưa quý vị, và chúng tôi xin nêu những câu hỏi mà khán thính giả họ đang thắc mắc. Vậy cuộc điều tra đã đi tới đâu? Ai là kẻ sát nhân? Ai là kẻ đã đi ám sát ông nhà báo ký giả Đạm Phong năm xưa? Sự việc, những người, những kẻ sát nhân còn trong bóng tối, họ là ai? Những câu hỏi đó thưa quý vị. Và ai là những người sẽ bị đi vào tù, sẽ lãnh án? Ai là những người sẽ bị phạt tiền hàng trăm ngàn đô la, hàng triệu đô la thưa quý vị? Ai là những kẻ trốn thuế sẽ bị truy tố ở tòa án Hoa Kỳ? Ai là người đưa người lậu vào đất nước Canada sẽ bị truy tố trong tương lai? Xin thưa quý vị là rất rất nhiều câu hỏi đã được khán thính giả đặt câu hỏi, nhưng mà cho tới hôm nay thì chúng tôi cũng không thể trả lời với những câu của các khán thính giả đó. Những kẻ sát nhân thì hiện nay bên phía anh Nguyễn Thanh Tú chưa tiết lộ ra thưa quý vị, cho nên chúng tôi cũng không biết cuộc điều tra đã đi đến đâu, ở mức độ nào, và đã tìm ra được bằng chứng gì, nhân chứng gì, như thế nào thưa quý vị, cũng không thể trả lời cho quý vị khán thính giả được. Còn ai là người sẽ bị đi tù, chúng tôi cũng không phải là cơ quan pháp luật để trả lời cho quý vị. Và ai sẽ là người sẽ bị đi tù, hoặc là ai là sẽ người sẽ bị truy tố về tội trốn thuế, nhân vật nào, chúng tôi cũng chưa biết thưa quý vị. Rồi có những khán thính giả thắc mắc là tại sao trong vụ kiện hoặc là các vụ kiện liên quan tới anh Nguyễn Thanh Tú thì lại không có luật sư sống cùng thành phố Houston với anh Tú
những người luật sư gốc Việt sống tại thành phố Houston, tại sao họ lại không lên tiếng, họ không tham gia, họ không hỗ trợ anh Nguyễn Thanh Tú trong các vụ kiện này, thưa quý vị. Và họ còn thắc mắc là có những người tự xưng là luật sư hình sự 23 năm ở Houston, nhưng mà lại cố tình im lặng, không hỗ trợ, không giúp đỡ, không ra mặt để mà tham gia cái vụ kiện này, nhưng lại cố tình chạy lên trên Internet, cộng đồng mạng, lại tuyên bố vung vích giống như là đang tấn công Việt Tân thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai, thưa quý vị. Nhưng mà cơ hội để mà đưa Việt Tân ra tòa thì những vị luật sư gốc Việt tuyên bố vung vích như thế bỗng nhiên im lặng biến mất, thưa quý vị. Giống như là những anh YouTuber nổ bạo, lấy tiếng, nói chơi trên Internet, chứ trên thực tế thì không thấy có ông luật sư nào gốc Việt xuất hiện trong các vụ kiện ở thành phố Houston, đặc biệt là những vụ kiện liên quan tới chống Việt Tân, thưa quý vị. Thì đó là sự thật, chúng tôi đã coi hồ sơ và xin trả lời cho quý vị khán thính giả là không có bất cứ một vị luật sư gốc Việt nào ở thành phố Houston tham gia vào vụ kiện hay các vụ kiện chống Việt Tân, rồi quý vị. Thì chúng tôi cũng không muốn nói thêm về cái vụ kiện của anh Nguyễn Thanh Tú, vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người làm truyền thông, đưa tin lên bản tin pháp luật USA là một cái chương trình mà chúng tôi đã làm từ rất nhiều năm. Thì chúng tôi sẽ có những thông tin tiếp theo nếu mà tòa án có những vụ việc mới, thưa quý vị. Thì chương trình Từ Thủ Đô với luật sư Trịnh Quốc Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.